Nga tấn công dồn dập trung tâm chỉ huy phá hủy loạt khí tài Ukraine. Ukraine tê liệt khi MiG-31 Nga cất cánh, ông Zelensky chỉ thị đặc biệt. Israel tuyên bố tấn công bất cứ nơi nào có Hamas, bao gồm Nam Gaza. Israel xuống đồng giải cứu nông dân. Mỹ cáo buộc Elon Musk truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Cập nhật những diễn biến mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố các lực lượng Nga đã thực hiện 24 cuộc tấn công chính xác nhằm vào các trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 24 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái, xóa sổ các sở chỉ huy tiền phương và địa điểm triển khai của ban chỉ huy thuộc nhóm chiến đấu Liman và nhóm tác chiến, chiến lược Khotista cũng như các địa điểm triển khai tạm thời của các chiến binh thuộc nhóm Azov và Rice right Sector. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các cuộc tấn công đã phá hủy kho vũ khí, đạn dược, kho nhiên liệu và khí tài quân sự của quân đội Ukraine cơ sở hạ tầng sân bay và một trung tâm huấn luyện lính bắn tỉa và công binh. Ở khu vực Kupiansk, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của quân đội Ukraine trong tuần qua, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương. Tại khu vực Krasny Liman, lực lượng Nga đã đẩy lùi 23 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, hạ hơn 1.100 quân địch, phá hủy 8 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới, 5 pháo dã chiến và 27 thiết bị quân sự trong một tuần tại khu vực Donetsk, lực lượng nga đã đẩy lùi ba ba cuộc tấn công của quân đội trong tuần qua. Theo thống kê của Bộ quốc phòng nga, tổn thất của quân đội Ukraine ở hướng Donetsk trong tuần qua lên tới hơn 1.810 quân nhân, gồm những người thiệt mạng và bị thương, hai xe tăng, 15 xe chiến đấu bọc thép, 24 xe cơ giới và 22 pháo giã chiến. Bộ quốc phòng nga cho biết, lực lượng nga đã gây thiệt hại cho bốn lữ đoàn quân đội Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk. Ở mặt trận Zaporizhia phía Nam, ba cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi. Tổn thất của quân đội Ukraine ở khu vực này trong tuần qua lên tới hơn 425 quân nhân, hai xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 14 xe cơ giới và 7 pháo giã chiến. Quân đội Ukraine đã mất hơn 460 binh sĩ ở hiếu ngạn sông Đời Nhép và trong đối lực đổ bộ lên các hòn đảo ở tàng ngạn sông thuộc vùng Kherson. Ngoài ra, các lực lượng Nga đã phá hủy 4 radar của quân đội Ukraine, trong đó có 3 hệ thống do nước ngoài sản xuất trong tuần qua. Các lực lượng Nga đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn xác nhận, lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 22 rocket của hệ thống HIMARS, hai bom dẫn đường Jordan và 198 máy bay không người lái của Ukraine. Mới đây, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố gây thiệt hại lớn cho đối phương sau khi Moscow xác nhận lực lượng của Ukraine đã vượt sông Đời Nhép ở tỉnh Kherson. Quân đội Ukraine cho biết đã thực hiện thành công các hoạt động quân sự ở bờ đông tàng ngạn sông Đời Nhép ở tỉnh Kherson. Lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine thông báo trên mạng xã hội sáng ngày 17 tháng 11, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành thành công rất nhiều hoạt động quân sự ở tàng ngạn sông Đời Nhép dọc chiến tuyến Kherson thông báo cho biết thêm, với sự hợp tác của các đơn vị khác, chúng tôi đã giành được chỗ đứng ở một số đầu cầu. Sông Đời Nhép được coi là ranh giới ngăn chiến tuyến của Nga và Ukraine sau khi Nga rút quân khỏi bờ Tây sang bờ Đông hồi cuối năm ngoái. Kể từ đó đến nay, Kiev nhiều lần tìm cách đưa lực lượng vượt sông, đột kích vào các vị trí do Moscow kiểm soát. Chỉ đến đầu tuần này, Nga mới xác nhận một số nhóm nhỏ, khoảng 1,5 đại đội của Ukraine đã vượt sông thành công và đổ bộ vào bờ đông. Tuy nhiên, ông Vladimir Sando, lãnh đạo Kherson do chính quyền Nga bổ nhiệm cho biết, Kiev đang phải chịu tổn thất nặng nề. Theo ông Sando, lực lượng Ukraine đang tác chiến theo các nhóm nhỏ ở khu vực từ cầu đường sắt Antonovsky tới làng Krinky, cách đó khoảng 20 km. Hàng tin TASS dẫn lời một người phát ngôn của cơ quan cứu trợ khẩn cấp ở Kherson cho hay, phía Nga đã phá hủy 5 tàu quân sự và loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục binh sĩ Ukraine ở khu vực Kherson. Các trận chiến ác liệt diễn ra ở Kherson, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm nay cho biết. Một trong những mục tiêu chính của việc vượt sông là đẩy lực lượng của đối phương càng xa hữu ngạn đời nhép càng tốt để khu vực do Ukraine kiểm soát ở nằm ngoài tầm hoạt pháo kích của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã chỉ đạo giới chức nước này tìm giải pháp để ngăn chặn việc cả đất nước bị tê liệt do có báo động không kích kéo dài mỗi khi chiến đấu cơ của Nga cất cánh. Gần đây, Ukraine đưa ra những cảnh báo không kích kéo dài trên toàn lãnh thổ vì tiêm kích MiG-31K cất cánh ở Nga đã dài hơn rất nhiều. Không quân Ukraine cho rằng điều này là do các phi công Nga đang thực hành tiếp nhiên liệu trên không. Việc có báo động không kích liên tục trong nhiều giờ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người Ukraine, vì hầu hết các tổ chức và cơ sở đều ngừng hoạt động khi có cảnh báo không kích. Tổng thống Zelensky cho biết, tôi đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, các bộ trưởng nội các đề xuất một giải pháp để mỗi khi máy bay chiến đấu MiG của Nga hay các máy bay mang tên lửa vượt âm Kinhan không khiến đất nước chúng ta tê liệt nhiều giờ, Câu hỏi đặt ra là liệu có hợp lý khi cảnh báo không kích quá lâu và quá rộng mỗi khi MiG-31 của Nga cất cánh hay không trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn và trẻ em không thể đến trường trong thời gian báo động. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inas giải thích, nếu có mối đe dọa tên lửa đàn đảo, cảnh báo không kích sẽ được đưa ra ở các khu vực mà tên lửa có thể vươn tới MiG-31 k và tên lửa không đối đất Kinzan phóng đi từ máy bay này có thể vươn tới bất kỳ khu vực nào của Ukraine. Liên quan tới điểm nóng trên sông Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố các lực lượng nước này đã gây tổn thất nặng cho binh sĩ Ukraine ở sông Đờ Nhép trong tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine. AFP dẫn báo cáo của bộ trên, kẻ thù đang ở bờ phải phía tây của sông Đờ Nhép và đã mất hơn 460 quân nhân, thiệt mạng và bị thương cùng hai xe tăng và 17 phương tiện trong nỗ lực đổ bộ lên các đảo. Bộ Quốc phòng Nga nêu tổn thất của Ukraine sau khi quân đội Ukraine ngày 17 tháng 11 cho biết rằng họ đã giao tranh ác liệt với lực lượng Nga ở bờ đông sông Đời Nhét, nơi do lực lượng Nga kiểm soát trong nhiều tháng. Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine Andriy Kovaliov tuyên bố trên một kênh quân sự YouTube các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bật được người Nga khỏi các vị trí của họ ở bối đông sông Đời Nhép và củng cố vị trí ở đó. Đến khuya ngày 17 tháng 11, chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của đối phương. Bộ Năng lượng Liên bang Nga cho biết chính phủ nước này từ ngày 17 tháng 11 đã quyết định bãi bỏ lệnh tạm cấm xuất khẩu xăng dầu được áp dụng ngày 21 tháng 9 do trong vòng 2 tháng thị trường nội địa đã thặng dư nhiên liệu. Văn phòng báo chí Bộ Năng lượng Liên bang Nga thông báo, kể từ khi áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, giá bán buôn xăng ô tô trên sàn giao dịch đã giảm đáng kể, dự trữ xăng ô tô đạt gần 2 triệu tấn. Bộ Năng lượng Liên bang Nga cũng lưu ý, có thể áp dụng lệnh cấm trở lại nếu cần thiết. Thông báo nhấn mạnh, việc giám sát các chỉ số sản xuất và giá sẽ tiếp tục nhằm có thể thực hiện các biện pháp kịp thời cung cấp nhiên liệu cho thị trường nội địa, kể cả khôi phục lệnh cấm xuất khẩu xăng ô tô nếu cần thiết. Ngày 21 tháng 9, chính phủ Nga đã tạm cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel do giá bán buôn các mặt hàng này tăng mạnh. Ngày 17 tháng 11, giá xăng A95 giao dịch ở mức khoảng 51.700 rúp một tấn và dầu diesel khoảng 56.300 rúp một tấn. Giá bán buôn xăng tại Nga tăng mạnh vào mùa xuân năm 2023 sau khi Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov công bố kế hoạch giảm một nửa số tiền đền bù các công ty dầu mỏ vì đã kiểm chế giá xăng dầu trên thị trường nội địa. Người phát ngôn địa Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho biết, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Tổng thống, thống thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu đắc cử Tổng thống, Tổng thống Putin sẽ tại nhiệm đến ít nhất là năm 2030. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin hiện vẫn chưa công bố ý định tranh cử. Song theo người phát ngôn Điện Kremlin, việc đưa ra tranh cử sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, truyền thông phương Tây đã từng đồn đoán rằng Tổng thống Nga Putin đã quyết định sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm tới để đưa nước Nga vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, khi Nga đang bị áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo các cuộc thăm dò dư luận, 80% người Nga đều ủng hộ Tổng thống Putin và sẽ ủng hộ nếu ông tiếp tục tranh cử. Cập nhật tình hình chiến sự Israel-Hamas Quân đội Israel chính thức tuyên bố không loại trừ khả năng truy lùng Hamas ở phía nam giải Gaza, với nhiều tín hiệu cho thấy cuộc tấn công sắp xảy ra. Tờ The Guardian ngày 18 tháng 11 dẫn lời phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari tuyên bố rằng các binh sĩ sẽ tiến lên tại bất cứ nơi nào có thành viên Hamas, bao gồm phía nam giải Gaza. Ông Hagari tuyên bố, chúng tôi quyết tiến lên trong hoạt động của mình, ở bất cứ nơi nào Hamas tồn tại, kể cả ở phía nam giải Gaza. Điều đó sẽ xảy ra vào thời gian, địa điểm và điều kiện tốt nhất cho quân đội. Phát ngôn được đưa ra giữa lo ngại ngày càng gia tăng về các kế hoạch của Israel nhằm mở rộng chiến dịch quân sự sang phía nam giải Gaza, nơi nhiều người Palestine đang lánh nạn. Những người dân ở các khu vực phía đông nam Gaza đã được thông báo rằng tờ rơi do máy bay Israel thả xuống về việc cần di chuyển đến một vùng an toàn nhỏ hơn ở thị trấn ven biển Mawashi, có diện tích chỉ 14 km vuông. Tại Khan Yunis, thành phố lớn nhất phía nam Gaza, Israel vừa cảnh báo người dân di chuyển về phía Tây và đến gần những khu viện trợ nhân đạo, dấu hiệu cho thấy Israel sắp tấn công Hamas tại phía Nam. Lao động nước ngoài lũ lượt bỏ về nước khiến hoa quả không có người thu hoạch, rau màu không ai chăm sóc. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành nông nghiệp, hàng nghìn người dân thành thị khắp nơi tại Israel đang tham gia phong trào giải cứu nông dân. Chiến tranh đang ảnh hưởng tới nguồn lực lao động của ngành sản xuất nông nghiệp tại Israel. Theo thống kê, có khoảng 136.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại đây, trong đó gần một nửa làm việc trong các ngành nghề liên quan đến sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản. Ngoài ra, việc huy động trở lại khoảng 360.000 người là lực lượng quân nhân dự bị tham gia quân đội cũng là một yếu tố khiến thị trường lao động Israel trở nên khan hiếm. Trong số này, không chỉ có lao động trong các lĩnh vực dịch vụ như du lịch, khách sạn, giao nhận, mà còn có nhiều người là giám đốc công ty khởi nghiệp hoặc chủ trang trại. Lao động nước ngoài chiếm khoảng 50% tổng nhân lực trong ngành nông nghiệp tại Israel. Hầu hết số này làm việc tại các trang trại nông nghiệp hoặc công trường xây dựng. Trước sức ép về việc thiếu lao động trong ngành nông nghiệp, tuần trước, Bộ Nông nghiệp Israel đã phối hợp với Cơ quan Việc làm ban hành một cơ chế đặc biệt để kết nối các chủ trang trại với lao động nhàn rỗi. Các tổ chức dân sự đã tăng cường kêu gọi người dân tham gia đăng ký tình nguyện viên giúp đỡ nông dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi và thu hoạch hoa quả. Các tình nguyện viên cũng hỗ trợ cả các khâu đóng gói và vận chuyển tới các siêu thị, nhà hàng hoặc mở các chợ nông sản ngoài trời vào cuối tuần để giúp nông dân tiêu thụ. NATO thông báo chọn mua 6 máy bay giám sát E7A Hawkeye do Mỹ chế tạo trong bối cảnh liên minh này muốn tăng năng lực trinh sát trên không. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây thông báo, máy bay giám sát và chỉ huy rất quan trọng với khả năng phòng thủ chung của NATO. Bằng cách tập hợp các nguồn lực, liên minh có thể mua và cùng vận hành những tài sản lớn vốn quá đắt nếu từng quốc gia thành viên mua chúng. NATO cho biết đã chọn mua 6 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy E-7A Red Ghetto do Mỹ chế tạo. Lô máy bay này sẽ được chế tạo trong những năm tới và chiếc đầu tiên dự kiến sẽ sàng hoạt động vào năm 2031. Hợp đồng mua 6 máy bay E7A Red Ghetto dự kiến được ký vào năm 2024 là một trong những thương vụ lớn nhất mà NATO tham gia. NATO chưa công bố tổng trị giá của thương vụ, song liên minh có thể phải chi tới 5 tỷ đô la Mỹ để mua số máy bay này. Nhà Trắng vừa đưa chỉ trích tỷ phú Elon Musk vì ủng hộ bài đăng thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái và tuyết âm mưu trên mạng xã hội X. Như đã biết, ngày 15 tháng 11, tỷ phú Mỹ Elon Musk bày tỏ đồng ý với một bài đăng trên X có nội dung rằng người Do Thái đang khơi dậy lòng căm thù với người da trắng. Ông Musk cho rằng tác giả bài đăng, người đề cập thuyết âm mưu đại thay thế, đang nói lên sự thật. Nhà Trắng ngày 17 tháng 11 cáo buộc Musk lặp lại thuyết âm mưu sai lệch có hành động truyền bá chủ nghĩa bài do Thái, phân biệt chủng tộc, đi ngược lại các giá trị cốt lõi của người Mỹ. Đề cập đến cuộc đột kích miền Nam Israel của lực lượng Hamas ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bass cho biết, không thể chấp nhận được điều này khi nó diễn ra một tháng sau ngày chết chóc nhất với người do Thái kể từ khi thảm kịch Holocaust đại diện của Elon Musk và mạng xã hội X từ chối bình luận về bài đăng ngày 15 tháng 11 của ông Musk, tỷ phú Mỹ đã xóa bài đăng trên X. Nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Apple, IBM, Disney, Lionsgate đã rút hoặc tạm dừng quảng cáo trên X sau bài đăng của ông Musk. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.